Thưa quý vị, Nguyễn Nhi cảm nhận rằng chỉ cần mình luôn sống lạc quan, suy nghĩ đơn giản và nuôi dưỡng tình yêu thương trong mình đủ lớn thì dù có gặp những thử thách gì cũng có thể vượt qua. Và câu chuyện sắp kể sau đây lại một lần nữa khẳng định điều đó. Một chuyện tình đẹp dìu nhau vượt khó trước những con dốc của cuộc đời. Một câu chuyện có thật từ chính học viên NLG. Chúng tôi tin chắc rằng tình yêu thương có thể tạo nên năng lượng chữa lành và chuyển hóa những khúc mắc, những thử thách của số phận. Đó là câu chuyện tình đẹp xuyên thời gian của chú Nguyễn Như Thuyết sinh năm 1950 và cô Võ Thị Hậu sinh năm 1957 tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Vượt dốc số phận được phiên tả lại qua bài viết của nhà văn Hồ Châu Anh ngay sau đây. Mỗi ngày chúng ta đều rất dễ dàng tiếp cận với những hình ảnh hào nhoáng của cuộc sống thời công nghệ. Nhưng phía sau bề nổi của hiện tại, ở một nơi có thật, có hai con người bằng xương bằng thịt đã nắm chặt tay nhau, bền bỉ đi qua những tháng ngày thật sự khốc liệt của kiếp người. Nếu bạn đang 40 tuổi, hẳn bạn cũng rất khó hình dung về năm 1978, phải không? Một năm khi đất nước còn mệt nhoài sau cuộc chiến dài đằng đẵng, có rất nhiều người lính trở về từ bom đạn với những vết thương trên thân thể của họ. Từ chiến trường Quảng Nam, người lính đặc công Nguyễn Như Thuyết trở về quê hương Nghệ An của mình khi chỉ còn một con mắt và đầy những vết sẹo, vết thương chằng chịt trên thân thể. Khi ấy, gia đình của anh, bà con của anh với lòng thương xót, ngậm ngùi, có những câu hỏi âm thầm vang lên mỗi khi họ nhìn thấy anh. Anh ấy sẽ sống ra sao với những tháng ngày phía trước? Sức khỏe, tuổi trẻ, anh bỏ lại chiến trường. Anh may mắn còn sống sót, được trở về bên quê hương mình, nhưng thân thể gầy gò, ốm yếu là một sự trở ngại với người thương binh ấy. Cuộc sống dường như luôn có phép thử, và chúng ta sẽ là người đi giải bài toán ấy. Đáp án thuộc về người có lòng kiên trì. Về quê được một thời gian, như có sợi dây xe duyên vô hình, như cảm nhận được tâm tư và trái tim ấm áp tình người của anh, chị Võ Thị Hậu đã quyết tâm thuyết phục gia đình mình để anh và chị tìm hiểu nhau. Chỉ vài ba tháng sau, họ đã đồng lòng đi đến hôn nhân. Cuộc sống của cặp đôi hậu chiến bắt đầu mở ra từ đó. Ở một vùng quê miền Trung gió Lào cát trắng, cây lúa mọc lên bằng sự bền bỉ, con người vươn lên bằng sự kiên gan để được sống. Sống, một từ giản đơn với anh và chị thôi, nhưng như một thử thách khốc liệt. Chúng tôi rất dễ dàng hình dung ra đời sống nông thôn khó khăn của hai vợ chồng gầy yếu với những đứa con nheo nhóc lần lượt ra đời. Đứa lớn, đứa nhì, đứa ba, đứa tư nối nhau ra đời càng thử thách thêm gánh nặng trên đôi vai của chị Hậu. Rất nhiều thứ phải lo. Lo chồng đau ốm, lo con ăn học. Bằng ấy mối lo, chị cứ âm thầm thu vén trên đôi vai mình, cứ cắn răng chịu đựng. Hàng ngàn buổi trưa nắng như táp vào mặt, hay những ngày rét cắt da, cắt thịt. Người phụ nữ nhỏ bé ấy, gồng gượng bên chiếc xe đạp tộc tệch, thồ cả tạ thóc đi xay xác, rồi đem gạo ấy ngược lên chợ Vinh để bán kiếm đồng lời về nuôi chồng, nuôi con. Con đường từ nhà tới chợ tuy gần mà xa, con đường ấy như một nhân chứng âm thầm dõi theo từng bước chân mòn vẹt của chị trong hành trình mưu sinh. Nhiều khi chị dừng lại lấy hơi để thở mệt, muốn ngồi nghỉ dăm 10 phút, nhưng tâm trí đầy lo toan lại như thúc giục kéo chị đứng lên, phầm phầm ngược gió mà đạp về nhà. Bao nhiêu ngày mưa như thế rồi,
bao nhiêu ngày nắng như thế rồi. Hình ảnh người chồng chỉ còn một con mắt, những vết đạn trong thân thể, những vết sẹo lành miệng mà vẫn nhức nhối đau mỗi khi trái gió trở trời. Như thôi thúc chị cố lên, cố lên, cố lên mãi. Nhưng ta sẽ cố đến bao giờ? Chưa biết đích đến là ngày tháng nào, thì trái tim của chị trở nên đau yếu, nó gục xuống. Đó là khi cơ thể báo cho chị biết chị cần nghỉ ngơi. Đó là một buổi chiều, chị hầu như tái đi bên chiếc xe thồ gạo nặng trịch, gắn những giọt sức mỏng manh cuối cùng. Cả người và xe như ngã vào nhau bên ngõ nhà. Cơn đau tim đột ngột ập tới như một cơn bão. Đạt mải mê may quần áo bên chiếc máy cọc cạch bên hiên nhà, người vợ như ngất trước mặt anh. Anh Thuyết hoảng hoàng lao tới bên vợ. Buổi chiều định mệnh ấy như mở ra một chặng đường dài khó khăn phía trước với hai con người ốm yếu, vất vả. Từ năm 1978 đến tận năm 2006, hơn 20 năm vất vả xuôi xuôi ngược ngược, chị Võ Thị Hậu đã đi mòn vẹt bao nhiêu đoạn đường để thồ dốc, thồ gạo bán buôn với nghề hàng xáo, để nuôi chồng, nuôi con. Nghĩ tới vất vả ấy của vợ, giờ đây bên người vợ chỉ còn 38 kg, anh Thuyết xót xa. Mình phải báo đền cô ấy. Nghĩ thế, như có một nguồn sức mạnh lớn lao vừa bừng dứt trong anh. Những cơn đau trái gió trở trời bao năm, những vết thương từ chiến trường bấy lâu, lúc này như được anh chế ngự lại. Người lính dũng mãnh của chiến trường năm xưa như thức tỉnh lại trong con người của anh Nguyễn Như Thuyết. Bất chấp sự thiếu thốn về tiền bạc, cũng như những thách thức của sức khỏe, không dựa vào ai, một mình anh gánh vợ lên viện tim để mổ và chăm sóc. Và những ngày dằn dặt nói nhau, hình ảnh hai vợ chồng còm cõi trong bệnh viện, người chồng thương binh chỉ còn một mắt, đen sạm, khắc khổ, cứ gồng mình cõng vợ bị tim, tím tái trên lưng, đi khắp các hành lang bệnh viện để khám, để đo. Từng bước đi của chị Hậu lúc này được nối vào bước chân nức nẻ của chồng. Mình không thể chết, mình phải sống mạnh mẽ vì cô ấy. Ý nghĩ ấy như một sức mạnh vô hình, như tiếp thêm cho anh Thuyết ý chí và nghị lực để mỗi khi cơn đau trong cơ thể hành hạ, anh lại cắn răng chịu đựng, để giữ sự bình thản, để là chỗ dựa tinh thần cho người vợ gầy yếu. Đó là những ngày thực sự khủng khiếp. Vợ đau yếu, tôi cũng chẳng có sức khỏe gì. Bao nhiêu sức lực đổi thành để cơm manh áo nuôi chồng và bốn đứa con đã khiến cơ thể cô ấy gần như gục ngã. Biết ơn vợ, càng xót xa hơn. Tôi cố gắng gồng lên, không lẽ mình lại không thể để cô ấy dựa vào được sao? Mình đã dựa vào cô ấy bao nhiêu năm rồi kìa mà. Nghĩ như thế nên người chồng Nguyễn Như Thuyết luôn lạc quan bên vợ, không một lời phàn nàn, không một cái nhăn mặt. Anh cứ cặm cụi lặng lẽ chăm vợ từng phút từng giây trong bệnh viện tim ở Hà Nội như thế suốt một thời gian dài. Hình ảnh người chồng thương binh cõng vợ trong bệnh viện, quạt cho vợ mát, bón từng miếng ăn, đôi mắt luôn không rời từng cái trở mình giấc ngủ của vợ, đã đánh thức trái tim của bao người. Cặp đôi ấy như ngọn lửa vô hình, khiến cho nhiều bệnh nhân khác cũng thấy cuộc đời dù khổ đau vẫn còn tình yêu để ta sống tiếp. Sau ca phẫu thuật tim, chị Hậu mang theo bên mình một vết sẹo dài. Vết sẹo ấy đôi khi làm chị thấy đau đớn, khó ngủ. Và người chồng như quên đi những đêm mệt nhoài, thức bên vợ, canh cho chị từng thời khắc được yên giấc. Và rồi với một người mang căn bệnh bên mình, lại cõng vợ đi, lại cõng vợ về. Người vợ táo tần năm xưa giờ đây, với nước da tái xanh,
đôi mắt đờ đẫn, khiến ai nhìn cũng xót xa. Anh Thuyết nói: cô ấy càng đau bệnh tôi càng yêu thương nhiều hơn. Có tình yêu thương tôi chẳng ngại khó khăn gì. Và rồi những ngày vất vả của hai vợ chồng như một bộ phim nặng nề trôi đi. Cũng được trời thương, một phép màu của tình thương cũng tìm tới anh chị. Giờ đây, khi ký ức đau đớn của mưu sinh và bệnh tật không còn đè nặng, chị cũng từ một người 38-39 kg trở thành có da có thịt hồng hào. Anh Thuyết giờ đây cũng đã vào tuổi thất thập, chị Hậu đã thành bà ngoại, bà nội. Anh Thuyết cũng lên chức ông nội, ông ngoại. Khó khăn đã lùi xa. Nhắc tới, chúng tôi mới biết được phép màu của họ không chỉ là tình yêu thương vợ chồng keo sơn, mà là một nguồn năng lượng của tình thương, năng lượng gốc. Hạnh ngộ ấy xảy ra khi người em gái của cô Võ Thị Hậu, vì tình thương anh chị và nể phục tình yêu của hai người, nên đã gieo duyên cho anh chị học NLG. Lớp 1, lớp 2 học tập suôn sẻ. Nhưng đến ngày chuẩn bị học lớp 3 thì cô Hậu phải vào viện cấp cứu vì nôn ra quá nhiều máu. Những ngày cô Hậu ốm yếu trong bệnh viện thì chú Phúc dạy lớp 3 và chú Thuyết đã lẳng lặng ngồi học một mình. Đến giờ kích hoạt thì chú nhẹ nhàng đến đỡ vợ dậy để nhận kích hoạt. Hình ảnh ấy đã làm cho bệnh nhân cùng phòng vô cùng tò mò, ngạc nhiên và nể phục. Và may mắn là cô chú đều đã học xong được lớp 3 kỷ nguyên mới. Đó là duyên lành, là tình yêu đẹp như một bài ca, giờ đây đang song hành bên đôi vợ chồng gắn bó keo sơn suốt mấy chục năm trời. Nhiều bệnh nhân trong bệnh viện thấy lạ quá, bèn hỏi. Chẳng giấu gì, chú Thuyết lại tỉ mỉ, tận tình giới thiệu với họ về phép màu mà chú đang học và lĩnh hội. Cô chú đã âm thầm lan tỏa sự nhiệm màu của NLG tới những ai cần. Con đường đầy bóng tối như có ai đó khai phá. Ánh sáng đã tới, và họ đi trong con đường ấy bằng niềm phúc lạc. Từ một bệnh nhân với căn bệnh tim thâm niên, cô Hậu đã khỏe mạnh trở lại và coi việc đón nhận năng lượng của tình thương NLG giống như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Da hồng hào trở lại, tóc như xanh hơn xưa và mỗi giấc ngủ trở nên sâu hơn. Từng bước chân cũng vững vàng hơn. Dẫu tuổi đã xế chiều, dẫu mắt đã đầy vết chân chim. Một điều kỳ lạ nữa đến với chú Nguyễn Như Thuyết. Dù từ chiến trường trở về, nhưng chú vẫn đau đớn nỗi niềm về người bạn chiến đấu cùng năm xưa, đã bỏ tuổi trẻ lại nơi chiến trường. Tìm về chiến trường xưa, nơi mà bạn và chú đã chiến đấu. Chú trở về, còn bạn mình thì đã mãi mãi nằm lại nơi ấy. Chú Thuyết phát tâm, xin được mỗi năm vào ngày định mệnh ấy được làm giỗ cho người bạn của mình. Và mỗi năm có một ngày, chú lại hương khói nhớ về người bạn xưa. Kỳ lạ hơn nữa, từ tâm niệm ấy, chú bắt đầu trở thành người có những nghiên cứu sâu sắc, đam mê với lĩnh vực về phong thủy, kinh dịch. Càng đi vào con đường mênh mông ấy, chú càng hiểu và nghiệm ra được nhiều điều của nhân sinh, của lẽ sống. Và tên tuổi của chú Nguyễn Như Thuyết, đội 7, Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An đã trở thành một điểm đến để nhờ giải đáp, sẻ chia của bà con gần xa trước những vướng mắc của cuộc sống. Có một niềm vui và tự hào lớn lao, nhưng vô hình như sức mạnh truyền thêm cho chú Thuyết và cô Hậu. Đó là khi cha mẹ càng đau yếu, càng bị bệnh tật đè lên, thì các con của họ càng âm thầm yêu thương và chở che nhau, hiếu thảo với cha mẹ. Họ luôn đỡ đần nhau trong cuộc sống, noi theo tấm gương của cha và mẹ mình. Khi chúng tôi ngồi nghe kể câu chuyện vượt khó lên số phận nghiệt ngã của cô chú nhờ vào chính tình thương, thì cô Võ Thị Hậu đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, quây quần bên các con, dâu rể và các cháu của mình,
Còn chú vẫn ở lại quê nhà, nhưng không quên ngày ngày điện thoại cho vợ, dặn dò, ăn ngủ kỹ lưỡng. Bạn có thấy không? Nếu có tình thương thật sự, thì khó khăn chỉ là thử thách để ta kiểm chứng tình yêu ấy là có thật trên đời. Bàn tay nắm lấy bàn tay, vượt lên số phận tràn đầy yêu thương. Vậy là phép lạ của tình thương đã giúp chú Thuyết, cô Hậu nâng đỡ nhau vượt qua những con dốc khó nhằn của số phận. Cũng chính tình thương yêu ấy đã chạm đến trái tim để em gái cô Hậu gieo duyên chia sẻ về lớp học NLG giúp cô chú chữa lành. Và khi tình thương ấy không dừng lại chỉ cho cô chú, mà tình thương ấy còn lan tỏa rộng ra cho những người thân trong gia đình và cho cả những người bạn ở trên trường của chú, đã đem đến cho cuộc sống của cô chú giờ đây là những phép màu diệu kỳ. Khánh Duy bất chợt nhớ tới những ca từ rất hay, đó là: cho gió mây kia có tan đi, sông dẫu quên thì thầm và cát, anh vẫn yêu em, vẫn yêu em, mãi yêu em dài theo năm tháng. Đó là những ca từ ngọt ngào từ bài hát Biển đợi em về mà nhạc sĩ Trần Việt Hưng đã sáng tác để khắc họa thêm sâu sắc tình thương mà chú Thuyết và cô Hậu dành cho nhau. Mời quý cô bác và anh chị cùng lắng nghe để cảm nhận phép lạ của tình thương qua giọng của nghệ sĩ ưu tú Thúy Nội.
một lần bên em, sóng hôn cát mềm thiết tha từ ngày xưa ấy, đẹp mãi trong em sao xuyến kỷ niệm đầu tiên. Dẫu quên thì thầm bờ cát.